Trung Quốc đang cho tăng cường sản xuất vũ khí nguyên tử. Trung Quốc đang gấp rút tăng cường hoạt động sản xuất vũ khí nguyên tử, đồng thời có thể sở hữu lên đến là hàng ngàn loại vũ khí tối tân từ nay cho đến cuối thập niên tới. Con số này được cho là tăng gấp nhiều lần so với ước tính hồi năm ngoái. Khi đó, Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng gấp đôi lượng vũ khí nguyên tử mà họ đang sở hữu trong vòng 10 năm. Báo cáo nêu trên được đưa ra cùng ngày với chính phủ Washington đưa ra lời cảnh báo về sự bành trướng của Hoa Lục liên quan tới những tranh cãi xoay quanh Đài Loan trong bối cảnh Bắc Kinh chỉ xem Đài Loan là tỉnh lẻ của mình. Bản tin kế tiếp cho biết rằng về vấn đề Trung Cộng cũng như là những cái vấn đề về kinh tế sẽ là tâm điểm cho cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris. Kinh tế là một trong những chủ đề đối đầu trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống, ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Hai đối thủ cáo buộc nhau là bán nước hoặc đã phá hủy nền kinh tế. Ông Donald Trump đã dọa áp thuế 10% đối với lại các sản phẩm từ tất cả các nước trừ Trung Cộng, quốc gia mà ông muốn đánh thuế từ 60% cho tới 100%. Cựu tổng thống khẳng định là sau 75 năm, những quốc gia khác cuối cùng cũng phải trả nợ cho chúng ta bởi vì tất cả những gì chúng ta đã làm cho thế giới và đó sẽ là những mức thuế đáng kể. Ông Trump cũng nói thêm rằng chính quyền dưới thời của ông đã thu được hàng tỷ đô la từ Trung Cộng. Và ngược lại, bà Kamala Harris cáo buộc cựu tổng thống đã bán chip điện tử của Hoa Kỳ cho Bắc Kinh để giúp Trung Cộng cải thiện và hiện đại hóa tình hình quân đội tại quốc gia này. Nước Mỹ kỷ niệm 23 năm ngày xảy ra vụ tấn công 911 với ký ức không thể nào quên. Hôm nay 11 tháng 9 thì nước Mỹ kỷ niệm 23 năm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11 tháng 9 của năm 2001 khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng. 23 năm trôi qua, nhưng đối với là toàn thể người dân của Hoa Kỳ thì vụ tấn công 11 tháng 9 sẽ là những ký ức đau buồn không thể nào quên. Tại Đài Tưởng Niệm và Bảo tàng Quốc gia, nơi tọa lạc hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới trước đây, sẽ diễn ra một buổi lễ kỷ niệm 23 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 911, với sự tham gia của các quan chức chính phủ của Hoa Kỳ, cùng với nhiều người thân, các nạn nhân và cả những người sống sót sau vụ tấn công. Và ngay sau cuộc tranh luận tối ngày hôm qua, thì hai ứng cử viên tổng thống của bên Cộng hòa và Dân chủ, đó là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, cũng đã tham dự các sự kiện tưởng niệm ngày 11 tháng 9. Nhiều cư dân sinh sống với chủ trương là phản đối chiến tranh đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thành phố Melbourne thuộc Úc Châu. Nhiều cư dân sinh sống với chủ trương là phản đối chiến tranh vào ngày thứ Tư 11 tháng 9 đã cùng nhau xuống đường để biểu tình tại thành phố Melbourne thuộc Úc Châu. Người biểu tình đã chống chiến tranh và cảnh sát đã đụng độ tại Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia. 200 người đã bị bắt giữ. Chính quyền đã nhiều lần sử dụng vòi rồng và hơi cay trong nỗ lực để giải tán người biểu tình. Một đám đông vài trăm người đã tụ tập hô khẩu hiệu chống chiến tranh Gaza và lên án các hoạt động quân sự của Israel. Những người biểu tình còn phá hoại các cửa tiệm gần đó, cho nên cảnh sát tuyên bố là cuộc biểu tình là bất hợp lệ và còn đe dọa sẽ xịt hơi cay vào những người này. Dân chủ bất mãn vì ngày càng nhiều cử tri xem ông Trump ôn hòa hơn bà Harris. Một số người dân chủ đang bất mãn vì kết quả thăm dò cho thấy ngày càng nhiều cử tri xem cựu tổng thống Donald Trump là ứng cử viên ôn hòa hơn trong các cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 với phó tổng thống Kamala Harris. Mấy năm nay, thì phía dân chủ cố gắng cho cử tri thấy ông Trump là một kẻ cực đoan đe dọa nền dân chủ Hoa Kỳ. Nhưng theo thăm dò của New York Times cũng như là Siena College tuần này, ngày càng có nhiều cử tri thấy bà Harris quá cấp tiến hơn, cho thấy ông Trump quá bảo thủ. Cuộc thăm dò còn cho thấy là phó tổng thống Harris là người quá thiên tả. Kết quả thăm dò ý kiến của một số người dân chủ than phiền về những cử tri trong cuộc thăm dò. Trong khi đó, thì ông Trump đã gây áp lực lên đảng Cộng Hòa và đòi đóng cửa chính phủ. Thưa quý vị, cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang gây áp lực buộc đảng Cộng Hòa phải đóng cửa chính phủ vào cuối tháng này nếu quốc hội không chấp thuận đề nghị do đảng Cộng Hòa khởi xướng nhằm thiết lập các quy tắc bầu cử mới trên toàn quốc của Hoa Kỳ. Ông Trump kêu gọi đảng Cộng Hòa tại quốc hội đề ra một quy định nhằm bảo đảm được việc tài trợ cho chính phủ gắn liền với lại dự luật SAFE. Và đây là dự luật yêu cầu cử tri là phải chứng minh quyền công dân mới được bỏ phiếu, với mục đích là nhắm vào việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân của Hoa Kỳ, vì bản chất là bất hợp pháp. Đồng thời, thì các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cũng đang cân nhắc áp dụng chiến lược này và đấu tranh chống lại đảng Dân Chủ. Hạn chót để chấm dứt tài trợ cho chính phủ là ngày 30 tháng 9 tới đây, thưa quý vị.
bão Francine đe dọa tính mạng sắp đổ bộ vào bang Louisiana. Bão Francine khiến cho người dân ở tiểu bang Louisiana phải di tản vào đất liền và các công ty dầu khí phải đóng cửa khai thác ở vịnh Mexico. Cơn bão có thể tấn công vào vùng duyên hải của tiểu bang Louisiana trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 9, với những cơn gió mạnh đe dọa đến tính mạng, mưa như trút nước và sóng biển dâng cao tới 3 mét. Giới chức địa phương đã ra lệnh di tản bắt buộc với người dân ở các cộng đồng ven biển. Các trường học đã phải đóng cửa và chính quyền sở tại đã phân phát những bao cát cho cư dân. Các công ty năng lượng với sản lượng là 412.070 thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng là 24% sản lượng của vịnh Mexico tại Hoa Kỳ, đã tạm dừng hoạt động và di tản nhân viên khỏi 130 giàn khoan dầu. Khu vực này là nơi sản xuất khoảng 15% sản lượng dầu và 2% sản lượng khí đốt tự nhiên của toàn nước Mỹ.